Đàn chim gáy. Tôi vẫn nhớ ông tôi thường bảo: cháu để ý mà xem, cứ mùa tháng 10 thì có chim gáy ra ăn đồng ta. Con chim gáy hiền lành, béo nụp, đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ yếm quàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cườm lấp lánh biêng biếc. Chàng chim gáy nào giọng càng trong càng dài thì quanh cổ càng được đeo nhiều vòng cườm đẹp. Khi ngoài đồng đã đông người gặt thì có chim gáy về bay vần quanh vòng trên các ngọn tre. Sớm sớm từng đàn chim gáy xa xuống những thửa ruộng vừa gặt quang, chim mái xuống trước, cái đuôi lái lượn xòe như múa, con đực còn náng lại trong bờ tre đùng đỉnh cất tiếng gáy thêm một hồi dài. Xong rồi, anh chàng mới thủng thỉnh bước ra, vươn cái ngực lung linh cườm biếc, lượn nhẹ xuống với cả đàn đương ăn trên khoảng ruộng vắng, khuất gần chân tre. Chim gáy như tóc rụng, chim gáy tha thần, nhặt nhanh cặm cụi sau người mót lúa. Tôi rất thích con chim gáy, con chim phúc hậu và chăm chỉ, con chim mỡ màng, no ấm của mùa gặt hái tháng 10.